Chào mấy anh. Bữa giờ anh nhận được chai ba kích của gì đó kia chưa? Chưa. Chưa. Anh nói người anh chai ba kích về đâu rồi? Vấn đề là Yuki chưa giàu, thôi là trong ảo tưởng. Nên phải đợi khi nào Yuki giàu thực sự thì hy vọng là có chai ba kích khổng lồ đó nha. Bây giờ anh biết chai ba kích là chai gì chưa? Biết lâu rồi. Thầm lắm. Ricky Star đâu? Ricky Star đáng ở xa. Em chào mọi người, em còn đang rửa chén, quét nhà rồi em giục cái chổi em đi luôn á chứ. Sorry.
Vị chanh không cola mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng cùng rap đi ạ. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse, cuộc chiến thượng lưu, độc quyền trên Vion.